Đi lên nè. Bây nhá dựa quá.
Nó là ống mà cái mũ uống một bữa.
của chuẩn bị đổ cái nồi cơm vào này. Thấy tớ lùng vô cái đồ xoài dưới tên à, lúc nát ra tớ không sai một tí nào luôn. Lừa đấy.
Chị Hảo, chị Trần nhá. Chị này. Em bay nè, em đi về đây.